Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và khán giả, trang cá nhân giả mạo Đông Nhi nhanh chóng bị xóa. Trưa 20/9, Đông Nhi dở khóc dở cười chia sẻ với khán giả việc cô bị giả mạo tài khoản Facebook. Cụ thể, bạn bè của nữ ca sĩ đều nhận được lời mời kết bạn từ một trang cá nhân tên Mai Hồng Ngọc, tên thật của Đông Nhi và cũng là tên Facebook cá nhân cô đang sử dụng phóng viên. Nhiều người không biết và cho rằng trang cá nhân của Đông Nhi có vấn đề nên cô mới tạo một tài khoản mới. Tuy nhiên, giọng ca xin lỗi anh quá phiền cho biết đó chỉ là tài khoản giả mạo. Tình hình là sáng đến giờ rất nhiều bạn bè trong Facebook của em nhắn tin hỏi về chuyện có một tài khoản Facebook kết bạn với mọi người và đó có phải là Ngọc không? Xin thưa là không phải. Đó là trang Facebook giả mạo và Ngọc xin nhờ mọi người giúp đỡ một việc là nếu ai đã lỡ đồng ý kết bạn rồi thì hủy giúp, đồng thời report, báo cáo phóng viên. Luôn trang giả mạo đó được không? Ngọc xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đừng để bị lừa lòng tin, lừa tiền đặc biệt là lừa tình nha mọi người yêu mến Đông Nhi chia sẻ. Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và khán giả, trang Facebook giả mạo Đông Nhi đã bị xóa. Được biết, cách đây vài ngày, cô cũng bị người khác giả mạo tài khoản Instagram. Một điều hài hước là dù bị giả mạo Facebook nhưng Đông Nhi vẫn bị bạn bè chê ở. Đông Nhi. Cụ thể, một người chị của nữ ca sĩ bình luận, sáng nay chị thấy nó kết bạn, chị tưởng cưới chồng phải lập Facebook mới để Facebook cũ chồng quản lý cho tiện. Cứ nghĩ thắng làm giả Facebook Ngọc thử xem có ai nhắn nhủ gì không. Đáp lại, Đông Nhi dí dỏm mong người chị của mình ngừng suy diễn khiến khán giả cười ngất. Thời gian qua, Đông Nhi ông Cao Thắng nhận được nhiều sự chú ý vì sắp kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Sáng 9/7. Đông Nhi khiến showbiz Việt vỡ hòa khi chia sẻ hình ảnh cô được bạn trai ông Cao Thắng cầu hôn tại New York, Mỹ. Yêu nhau hơn một thập kỷ, chuyện tình của Đông Nhi ông Cao Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cả hai luôn đồng hành với nhau trong công việc và cuộc sống. Tình cảm chân thành, không sờ căng đan của cặp đôi không chỉ được khán giả ủng hộ nhiệt tình mà đồng nghiệp cũng rất yêu mến cặp đôi này. Giữa tháng 8 vừa rồi, Đông Nhi ông Cao Thắng được nhìn thấy đi chụp ảnh cưới ở Sydney. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.